hôm nay đã ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 thường trú trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Đó là bệnh nhân số 219, là con dâu của bệnh nhân 161. Nhóm phóng viên đã phỏng vấn ông Cao Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Tân Quang, để tìm hiểu thêm về các biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Thưa ông ạ, hôm nay thì mới ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mới là người trên địa bàn xã Tân Quang đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Thế thì hiện tại dư luận ở địa phương nó như thế nào ạ? Tại thời điểm này, nhân dân vẫn ổn định. Tất cả các hoạt động của địa phương hoàn toàn bình thường. Ý thức của người dân là được nâng cao, không có hiện tượng người dân ra đường chơi. Đặc biệt là có một số công nhân có biểu hiện là đã di chuyển đến địa phương khác. Chúng tôi hàng ngày luôn luôn cập nhật để đảm bảo cái tình trạng ở tạm trú ở trong thôn ổn định nhất. Trong thời gian tới, ngoài cái việc ổn định ở thôn Chí Trung ra, thì Ủy ban nhân dân xã Tân Quang sẽ có những cái biện pháp mà phòng chống dịch bệnh như thế nào nữa? Ban chỉ đạo của xã hoạt động xác định phải an toàn để đảm bảo nhân dân được tự nhiên. Tất cả các phương án đã được chuẩn bị đảm bảo, kể cả lãnh đạo thôn. Chúng tôi xác định lãnh đạo thôn mà khi xảy ra dịch thì những đồng chí phải cách ly, thì chúng tôi sẽ đưa đi cách ly, đảm bảo bộ máy ở thôn hoạt động an toàn. Từ ngày 25 đến ngày 30 thì địa phương phun toàn bộ trong khu Chí Trung. Như ngày hôm nay không có dịch thì trung tâm y tế sẽ về phun, về trang bị cơ sở vật chất cho các lực lượng phòng dịch, đặc biệt là những người trực ở chốt. Trạm y tế theo chỉ đạo cấp trên là sẽ nằm ở tại nhà văn hóa thôn Chí Trung để đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân. Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 2 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Lâm và xã Tân Quang mỗi đơn vị 10 chiếc máy đo thân nhiệt với tổng trị giá 35 triệu đồng.